Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình có một cây Samsung Galaxy S7 này. Máy này thì đã được thay cái lắp lưng sau rồi, nhưng mà rất là khít nha. Đấy, như mọi người cũng đã nhìn thấy. Rất là khít. Máy thì chưa sửa chữa gì hết nhé. Với cái dòng này nó cũng chẳng có gì để hư để sửa. Thì nó chỉ có bẻ lưng này thôi thì mới thay thôi chứ không có gì hết. Cho nên là mọi người yên tâm. Mà máy đã thay lưng thì em cũng đã nói rồi, thì là áp suất nó sẽ bị mất đi. Áp suất thì chỉ để dùng để chống nước thôi nhé. Chứ nó cũng không sử dụng vào mục đích là chất lượng, cũng như nghe gọi là không ảnh hưởng đến nghe gọi nhé, cũng như là lên mạng hay là sóng vọng là cũng không liên quan nhé. Cho nên là mọi người cứ yên tâm. Cái này màu gold nhé, em bán giá là 2.350.000 thay lưng rồi đó. Cái lưng này cũng chính tay em thay luôn, nó bị lứt xíu ở đường chỗ đoạn này này đó. Cái lưng nó bị xước, nó cũng có bị xước do chắc là bị cắn hột gạo hay gì, nó đi ngang qua hột lúa đó. Máy thì tình trạng thì main bọng màn hình nhiếc zin hết nhá. Tóm lại là đầy đủ chức năng hết, không thiếu chức năng gì hết nhá. Đấy thì chi tiết thì máy em đã quay rõ đây, máy có dán cường lực luôn. Đó. Em bán 2.350.000 thôi. Rất là đẹp luôn. Máy này RAM 4 này, bộ nhớ là 32 GB. Đặc biệt cái chụp hình nó rất là nét nhá. Mọi người nhìn thấy ống kính chụp hình của nó này, nó to to bản. Vậy cái mắt camera nó rất là lờ rộng nhá. Đấy, vậy mọi người yên tâm. Và tiếp theo đây em sẽ lấy thêm vài mẫu máy. Tiếp theo lại đến F9 nha. F9 thì đợt này về rất là nhiều luôn, tại vì cái hàng này em bán là hàng toàn hàng chất lượng không này. Mọi người nhìn này, cây này cây màu tím. Máy này thì gọi là như mới luôn, full box luôn nhé, full box phụ kiện đầy đủ hết. Đó, đẹp keng luôn. Giá này em bán hôm nay em giảm xuống 50 ngàn, còn 3.850.000 nhé mọi người nhé. Đó, đấy là bản RAM 6, à RAM 4 nha. RAM 6 có luôn. RAM 6 thì nó đắt hơn 300, 350 nhá. Thì hôm nay em chỉ làm video ngắn vậy thôi. Mọi người cứ hỏi thích mua máy gì cứ gọi cho em nhá. Thì máy em cũng đợt này hàng cũng còn tồn hàng cũng rất là nhiều. Cho nên là được giá này em cũng bán xả đi thôi nhá mọi người nhá. Từ máy rẻ đến máy đắt, máy nào cũng cần bán nhé. Đó. Rồi, em xin phép dừng video ở đây nhé. Xin chào mọi người ạ.